Rồi, hello, xin chào các bạn quay lại kênh của mình nha. Hôm nay mình lại tiếp tục cái dự án hồ dưỡng cái gì cái tăng nuôi cái tăng dưỡng cá đó các bạn. Mình trồng cái cây lên mà sao nó héo hết các bạn ơi. Nói chung chán quá. Nó quéo nó chứ quéo nó chết từ từ hết. Thấy cái vàng bên này cũng vậy nè. Cái vàng ở ngoài này thì nước muối, nước mặn nó không dâng lên, nó không sao hết. Mà cái ở trong này nước mặn nó dâng lên các bạn, nó quéo hết trơn luôn. Vậy là cái dự án cây này sắp tồi nữa rồi. Không lẽ giờ ra biển kiếm cây nào trồng nước biển thì mình đem về mình trồng ta. Bây giờ mình ra làm tiếp cái vàng hồ ngoài kia nha. Đây bạn, đường ống đồ thì tạm thời là mình đi xong rồi. Nên bây giờ mình sẽ sắp xếp vật liệu lọc nha, rồi giờ cho chạy nước thử. Hôm nay mình sẽ làm bếp sắp xếp vật liệu lọc cho các bạn xem ha. Đây là tầng dưới cùng để các bạn. Tầng dưới cùng này mình sẽ để sứ nha. Mình mới nhập được cái sứ này, gọi là sứ mè các bạn. Sứ thanh nhưng mà nó có muối như hạt muối tiêu vậy đó. Mình thử sử dụng cái sứ này ở cái vàng lọc này nha. Cái ba kia này nó cũng khó xếp theo cho đúng cái hướng của mình lắm. Với lại thứ hai là nó mắc cái ống á các bạn, nên mình bỏ vô cũng không được. Mình phải xếp làm sao cho nó đều và canh cái lượng nước nó xuống, với lại cái mưa nó xuống nó sẽ dăng ra ngoài cái bờ thành các bạn. Nên mà các bạn xếp cao lên nữa sẽ không được nha. Bạn xếp chừng đó thôi, tại lỡ nó có xuống, mưa nó xuống thì nó cũng không có dăng ra nhiều. Dăng ít ít thì mình còn chấp nhận được ha. Rồi bây giờ mình bỏ này lên và xếp tầng thứ hai ha. Đây khay thứ hai của mình các bạn. Mình tận dụng lại những cái lọc mà hồi trước mình làm thùng xốp đó các bạn. Bây giờ mình không xài nữa, mình đổ vô đó lại. Mình có thấy cái này kỳ, mình quay phim với bạn xem. Những cái viên nham thạch này tự nhiên nó qua màu xanh các bạn. Nó màu xanh mà xanh. Các bạn thấy không? Nó màu xanh kỳ lạ lắm. Xanh giống như xanh viết mực á. Hay là nó mình xài xanh methylene nhiều quá nó ngấm trong này ta. À chắc cũng có thể hả. Để các bạn thấy không, nó xanh lè. Ủa mà xanh methylene tại nhớ khoảng chừng 3 tiếng hồ là nó ngấm vô lọc lọc hết. Vậy chắc cũng có thể là cái này là xanh methylene các bạn. Chắc mình xài nhiều quá nó ngấm vô nham thạch luôn. Đúng rồi. Rồi cái ô này mình để sứ. Xong 5 cái tầng ba ki vật liệu lọc rồi nha. Cái vật liệu này là tùy theo mỗi nguồn nước mỗi khác nha các bạn. Do mình là xài nước giếng nên mình có một cái tầng số 3 là tầng mình dùng toàn bộ là san hô nha, san hô để nó tăng cái pH lên các bạn.
À, còn có một số bạn không cần dùng san hô thì có thể là dùng sứ hoặc là nham thạch để cho rẻ bớt giá tiền. Thật ra cái bộ lọc càng mắc tiền là do cái vật liệu lọc các bạn. Như mình dùng hai tầng này sứ không thì cũng rất là khá là mắc nha. À, nhưng mà có một tầng mình tận dụng được rất là nhiều sứ cũ. Nhưng mà nếu các bạn làm mới thì cũng khá là mắc á. À, đây là san hô, còn hai tầng trên cùng là xi măng. À, như vậy thôi bạn. À, mình làm như vậy là ok rồi đó. À, thùng này mình sẽ dưỡng cá size mini từ 15 cho tới 20 cm nha. Rồi bây giờ mình sẽ bơm nước, gắm điện thử chạy thử nha các bạn. Rất là dơ nha các bạn. Nước mình xài là nước giếng. À, nên sử dụng san hô để cho nó tăng cái pH lên. Tại nước giếng của mình thường thường nó có 500 mấy pH thôi các bạn. À, có san hô vô thì nó tăng lên được 6 chấm mấy 7 chấm. Mình thấy như vậy cũng ok rồi. Và bây giờ mình đợi nó đầy nước xong rồi mình cắm điện nha. Các bạn, tình hình là nó không xuống cái lỗ đó kịp rồi. Nó trào lên, nó ra cái thác rồi các bạn. Tại do mình lấy cái cây nó có cái thác á. Bây giờ nó ra cái thác rồi. À, hút mặt cũng rất là ok. Các bạn thấy hút mặt không? Hút rất là tốt nha. Các cặn bẩn đồ vô hết rồi các bạn. Một lát là nó sẽ trong thôi. Nhưng mà như vậy thì mình không có ngắm cá được các bạn ơi. Tại mình không có thích cái thác nó nhảy 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 rồi mỗi lần mà sao con à, con kệ nó đi con, cái mỗi lần mà mình muốn chỉ cá hay là quay video cá thì nước nó cứ lần lần như thế này nó rất là khó các bạn. Để mình phải nghiên cứu mình bịt cái thác lại thử coi, để mình bịt thôi, nước nó lên nước mình bịt cái lỗ này lại cho nó tràn lên trên này luôn, thử coi thử nó có tràn không. Nếu nó không tràn thì nó sẽ xuống kịp đúng không? Và để cái này mình phải đem mình thử từ từ nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video hôm nay nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Các bạn có cần bất cứ cái gì liên quan đến hồ cá coi thì inbox Zalo cho mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn.